Đặc điểm của các khu chợ trong Genshin, Mondstadt là thành phố khởi đầu, có thể nói quả đúng là thành phố của sự bình yên. Ở đây không hề có nhiều khu chợ như các nơi khác, ngoài các cửa hàng trái cây ra thì chỉ có mỗi mình cửa hàng của Sarah là bán thịt thôi. Thứ được phổ biến nhiều nhất ở Mondstadt đó chính là các cửa hàng đồ uống của Diluc, đi đâu cũng sẽ thấy. Liyue, cảng giao thương lớn nhất của lục địa Tây Vát, ở đây có bán rất là nhiều loại đặc sản của địa phương họ bao gồm như rau củ quả, đồ gốm, đồ đan bằng tre, thậm chí cả lẩu, khoáng sản vân vân. Nhưng đặc biệt nhất là ở đây có rất là nhiều thức uống lúa mạch. Nếu anh em đi dạo quanh cảng biển thì sẽ thấy có quá trời chung đựng luôn. Inazuma, nơi để ăn uống và ngắm cảnh. Ở Inazuma đa phần đều là các quán ăn nên là khi đến đây bạn sẽ không cần lo bị đói. Cứ đi khoảng 3 mét thì sẽ thấy một xe đồ ăn hoặc một cửa hàng. Mặc dù ở gần biển nhưng người dân Inazuma rất ít bán cá, vải chính là vật phẩm được thấy nhiều nhất ở các cửa hàng ở đây. Sumeru là một thành phố ở trong rừng sâu nên là đặc sản chính ở nơi đây chỉ có mỗi trái cây là đa dạng thôi. Điểm đặc biệt là chợ ở Sumeru là không chỉ bán đồ ăn trên đường không thôi, họ còn mở chợ cả ở dưới đất, quá là sáng tạo luôn. Ngoài ra ở Sumeru có rất nhiều thuyền buồm đấy, con nào cũng siêu to khổng lồ luôn. Natlan, quốc gia của du lịch, thì đa phần mọi thứ ở Natlan đều dành cho các khách tham quan nên là khu chợ của họ đa phần là bán đặc sản của địa phương thôi. Chợ Natlan toàn là đồ thủ công, hầu như rất ít đồ để ăn. Điều đặc biệt chính là con người và loài rồng ở Natlan sống rất hòa thuận. Về phần phong tên thì gần như là họ không có chợ luôn. Ở đây quá là hiện đại, chỉ có các cửa hàng và quán ăn lớn thôi, chả thấy ai bán hàng rong cả.